Rồi, xin mến chào quý vị khách hàng nha. Thì em sẽ quay tiếp một con máy cũng mới về đời 2018, số khung là 5182 và giá tiền đó là 2.6 nha, có khuyến mãi phụ tùng kèm theo và bao dẫn mới luôn ha. Để em quay sơ một vòng con máy này nha. Dàn chân phía bên đây nè ha. Để em quay cho anh chị xem cái phía trên luôn đó. Đây, cốp của nó đây, còn đẹp ha. Xong con này nha anh chị. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.